Xin chào tất cả các bạn. Đã bao giờ mà các bạn đánh kem nền mà các bạn bị những cái vệt trắng, kể cả là tán bằng tay hay bằng cọ hay bằng mút, nó vẫn có những cái vệt khô khô trắng trắng không tán đều ra được? Thì hôm nay Nina sẽ chỉ cho các bạn một bí quyết để khắc phục cái lỗi đó. Hiện giờ thì Nina đã trang điểm mắt và môi, bởi vì Nina chỉ sẽ chỉ cho các bạn cách đánh kem nền thôi. Thì ngoài kem lót và kem nền là hai loại mà mình cần, thì mình cần thêm một loại sản phẩm nữa, đó chính là một loại dầu. Thì các bạn có thể dùng bất cứ loại dầu gì cũng được mà phù hợp với da của bạn. Thì đối với Nina thì Nina dùng dầu nụ tầm xuân, bởi vì dầu nụ tầm xuân này thích hợp cho kể cả da khô, da dầu hoặc là da tổng hợp giống như là Nina đang có. Thì nếu như mà các bạn không thể tìm được dầu nụ tầm xuân thì các bạn có thể thay thế vào bằng dầu ô liu hoặc là dầu hạnh nhân. Còn nếu như mà các bạn da khô quá thì có thể dùng một chút xíu dầu dừa. Bây giờ thì Nina sẽ chỉ cho các bạn cách đánh kem nền với một giọt dầu thôi, để làm sao mà kem nền nó thật là dễ tán mà nó rất là đều màu. Ok, thì bây giờ là được bước đầu tiên. Thì bước đầu tiên chính là kem lót. Tại sao mình phải dùng kem lót? Kem lót chính là cái bước cơ bản và là cái bước đầu tiên khi mà bạn trang điểm, để nó giữ cái lớp trang điểm của mình lâu trôi hơn, và nó cũng làm cho cái màu trang điểm lên đẹp hơn nữa. Rồi, mình sẽ tán đều lên mặt. Ok, sau khi mà mình có kem lót xong thì bình thường các bạn sẽ dùng phấn nền lên ngay lập tức, nhưng mà Nina là Nina sẽ trộn phấn nền và một giọt dầu nụ tầm xuân. Bình thường thì các bạn cho bao nhiêu lượng kem nền ra tay thì các bạn cứ cho ra bấy nhiêu. Sau đó các bạn nhỏ một giọt duy nhất. Như thế này. Rồi sau đó các bạn có thể dùng tay hoặc là dùng cọ, nếu mà các bạn dùng cọ, còn Nina thì Nina chỉ dùng tay thôi. Thì các bạn có thể trộn màu và dầu lại với nhau, thì nó sẽ làm cho cái kem nền của mình nó lỏng hơn, mà nó không có bị khô nữa. Thì bây giờ các bạn chỉ cần đánh bình thường thôi. Thì các bạn để ý thấy là nó trượt lên da mình rất là dễ, mà rất là đều màu, hoàn toàn không có những cái vệt trắng trắng. Thật sự thì cái bí quyết này nó sẽ giúp cho kem nền của bạn tán rất là đẹp và rất là đều vào da của mình, không có giống như là mình vừa đánh một lớp kem nền lên mà giống như là da của bạn nó đã đẹp như vậy rồi. Thì các bạn có thể thử và thấy được ngay sự khác biệt. Nếu như mà các bạn bị dầu quá hoặc là lỡ tay cho hơi nhiều dầu thì các bạn có thể giảm cái độ bóng của dầu bằng cách phủ một lớp phấn phủ lên. Thì khi mà nó đã có cái lớp hơi dầu ở trên mặt của mình thì cái phấn nó sẽ bám nhanh hơn và lâu trôi hơn, nhất là ở những cái điều kiện khí hậu giống như ở Việt Nam là nắng nóng. Các bạn chỉ cần chậm. Vậy là xong rồi đó. Thì đây là cái bí quyết mà đánh kem nền đẹp, lên màu đều, tán màu rất là tuyệt vời của Nina mà Nina đã chia sẻ với các bạn. Thì điều đầu tiên các bạn làm đó chính là đánh đều kem lót. Sau đó khi mà các bạn đánh kem nền thì các bạn pha kem nền với một giọt dầu, dầu gì cũng được. Rồi nếu như mà các bạn lỡ mà cho quá nhiều dầu hoặc là không có thích cái độ bóng của dầu thì các bạn có thể dùng phấn phủ để làm giảm cái độ bóng nó đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nina. Và nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc hay là muốn biết thêm về các bí quyết làm đẹp trang điểm thì các bạn cứ message trên Facebook của Nina hoặc là ở trên YouTube cũng được. Thì Nina sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cái lời giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ thì thân chào các bạn và hẹn gặp lại lần sau.